Hi, today I'm talking about Newton's spider introduction. Nhện con tự giới thiệu. Xin chào các bạn, tớ là nhện con. Hello everybody, I'm Little Spider. Cơ thể tớ nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. I'm small but run very fast. Tớ có 8 chiếc chân dài. I have its long legs. Miệng tớ không có hàm nhai. My mouth has no chewing tract. Tớ thường giăng tơ để bắt mồi. I often spin web to catch prey. Cảm ơn các bạn. Thank you so much. Thank you for listening.